Chào các bạn đến với Express TV, kênh cập nhật tin tức mới mỗi ngày. Nam em chuẩn bị giải nghệ sau gần một thập kỷ tham gia showbiz. Nam em thẳng thắn cho biết cô cảm thấy bản thân đã già và mệt mỏi. Nam em là một bóng hồng đình đám đa tài trong làng giải trí Việt. Không chỉ từng giành nhiều danh hiệu tại những cuộc thi sắc đẹp, mà cô còn từng lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và ca hát. Sau khi cuộc thi The Hero khép lại, Nam Em đã dành một khoảng thời gian để dành cho bản thân và tập trung nghỉ ngơi, tỉnh dưỡng tại một số địa điểm du lịch nổi tiếng. Nam Em nâng niu chiếc cấp áo quân The Hero, trầm ngâm nói về việc đi hát. Mới đây trên trang cá nhân, Nam Em đã chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại một không gian lãng mạn, ngập tràn ánh nắng. Người đẹp còn nói thêm, sống chậm lại để ta thấy cuộc đời bình yên. Già rồi, cũng mệt rồi, về hưu được rồi đứng trước mong muốn về hưu của nam em, đa số người hâm mộ đều cho rằng cô nên nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mới tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Thương thương lắm lắm cô gái của tuổi chị, nghỉ ngơi tĩnh tâm an yên, rồi trở lại hát nha bé. Không sao lùi một bước để thấy biển rộng trời cao, mãi thương. Nghỉ ngơi lấy sức rồi quay lại bùng nổ hơn nha chị. Tuổi trẻ cố gắng để sau này không hối tiếc nhé bé. Thương. Bên cạnh đó có một bộ phận khán giả suy đoán nam em đang ngầm nói về việc có thể cô sẽ giải nghệ trong thời gian sắp tới. Trước đó, nam em từng thừa nhận Bạch Công Khanh chính là người song ca phù hợp nhất với cô trong một bài phỏng vấn. Ngay lập tức phát ngôn này của người đẹp đã khiến người hâm mộ đưa ra luồng ý kiến trái chiều. Giữa làn sóng phản đối việc cô tái hợp với Bạch Công Khanh, nam em từng thẳng thắn cho biết sao mọi người nghĩ được nhiều thế nhỉ. Mình nghĩ mọi thứ đơn giản lắm, không nghĩ xả được vậy đâu, mọi người vẽ đi xa quá. Có ai trọng bên nào bỏ bên nào đâu nhỉ. Chỉ là một câu nói mà đẩy mọi thứ đi xa rồi lạc mất nhau. Bao nhiêu chuyện xảy ra mình đều vượt qua được. Sao chuyện này nhỏ xíu như vậy mọi người lại như vậy? Mọi người muốn em sống sao đây? Nếu đủ tin tưởng nhau thì chuyện gì cũng qua. Đừng nghe những kẻ có ý thao túng tâm lý mình từ lâu. Rồi mình từ tin idol của mình sang anti-idol của mình. Bây giờ nhiều người thích thao túng tâm lý lắm. Cẩn thận. Hồn ai nấy giữ. Be strong. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh. Bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các video mới nhé.